Việt Nam lập hai lữ đoàn xe tăng hoàn toàn mới. 5 đấm thép trấn giữ những địa bàn chiến lược. Trong phim tài liệu Bộ đội tăng thiết giáp 60 năm một chặng đường lịch sử, binh chủng tăng thiết giáp cho biết đã tham mưu với Bộ Quốc phòng để thành lập hai lữ đoàn xe tăng hoàn toàn mới. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Tăng Thiết Giáp Việt Nam ngày 5 tháng 10 năm 1959, ngày 5 tháng 10 năm 2019, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp đã cho ra mắt bộ phim tài liệu Bộ đội Tăng Thiết Giáp 60 năm một chặng đường lịch sử. Bộ phim là cuốn sử bằng hình ảnh về Bộ đội Tăng Thiết Giáp Việt Nam với những chiến công trói lọi kể từ ngày thành lập đến nay. Trong đó có một thông tin hết sức đáng chú ý, đó là binh chủng Tăng Thiết Giáp đã tham mưu với Bộ Quốc phòng về việc thành lập Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp thứ ba. Trên cơ sở sắp xếp lại trường hạ sĩ quan xe tăng 1, lữ đoàn tăng thiết giáp thứ tư tại Tây Nguyên, bảo đảm thế bố trí vững chắc trên các địa bàn chiến lược. Thông tin này gây bất ngờ cho các nhà nghiên cứu quân sự vì những phiên hiệu số 3 và số 4 chưa từng xuất hiện trong các lữ đoàn tăng thiết giáp thường trực trong biên chế binh chủng tăng thiết giáp của quân đội nhân dân Việt Nam. Có thể đây chưa phải là phiên hiệu chính thức việc thành lập thêm hai lữ đoàn xe tăng mới được cho nhằm tăng cường lực lượng đột kích bằng sức mạnh thép ở các địa bàn chiến lược, khắc phục chênh lệch trong bố trí lực lượng tăng thiết giáp giữa hai miền Nam Bắc. Bởi trước đó, ta chưa đủ điều kiện để thực hiện. ở Việt Nam hiện tại, nếu như không kể đến các phân đội chuyên ngành sử dụng khung gầm xe thiết giáp, ví dụ xe trinh sát hóa học trên cơ sở xe bọc thép chở quân BRDM-2 thì lực lượng tăng thiết giáp được biên chế thành các lữ đoàn tăng thiết giáp, trung đoàn bộ binh cơ giới và các quân đội tăng thiết giáp. Cụ thể gồm các lữ đoàn tăng thiết giáp dự bị chiến lược thuộc biên chế binh chủng tăng thiết giáp. Các lữ đoàn tăng thiết giáp trực thuộc các quân khu, quân đoàn làm nhiệm vụ phối hợp hoặc là thuộc độc lập chiến đấu trong đội hình quân khu, quân đoàn. Hiện tại, mỗi quân khu, quân đoàn được biên chế một lữ đoàn tăng thiết giáp. Các trung đoàn bộ binh cơ giới trực thuộc 3 quân đoàn 1, 2, 3 các phân đội tăng thiết giáp trong biên chế các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành và biên chế các đơn vị đặc biệt. Ví dụ Lữ đoàn 144 thuộc Bộ Tổng Tham Mưu, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, 147 thuộc Quân chủng Hải quân, các lữ đoàn chính sát đặc nhiệm. Các phân đội tăng thiết giáp trong các đơn vị nhà trường, trường sĩ quan tăng thiết giáp, trường trung cấp kỹ thuật tăng thiết giáp, trường hạ sĩ quan xe tăng 1 và 2, vân vân chủ yếu làm nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện. Ở cấp độ chiến dịch chiến lược, Phần lớn các đơn vị tăng thiết giáp và bộ binh cơ giới thường trực chiến đấu trên cả nước thì đa phần bố trí trên địa bàn miền Bắc từ quân khu 4 trở ra, trong đó cả hai lữ đoàn dự bị chiến lược của binh chủng tăng thiết giáp. Ngược lại ở phía Nam, lực lượng tăng thiết giáp còn mỏng, đặc biệt là chưa có các đơn vị dự bị chiến lược trực thuộc binh chủng tăng thiết giáp. Với điều kiện phát triển của đất nước hiện tại, việc bổ sung thêm lữ đoàn tăng thiết giáp ở phía Nam không hề tạo thêm gánh nặng cho ngân sách. Bản thân đơn vị mới được xây dựng dựa trên các đơn vị tăng thiết giáp tại chỗ. Mặt khác, trang bị khí tài cho các đơn vị này được bổ sung từ các kho dự trữ chiến lược hiện có. Một số loại vũ khí mới được binh chủng tăng thiết giáp đưa vào trang bị tại các đơn vị chiến đấu chủ lực cũng khiến số xe tăng cũ có sẵn trong biên chế dư ra. Đây chính là cơ sở cho việc đảm bảo trang thiết bị khí tài xây dựng lữ đoàn tăng thiết giáp mới ở Việt Nam. Lữ đoàn tăng thiết giáp thứ 3 và 4, những quả đấm thép mới. Thực ra, phiên hiệu lữ đoàn tăng thiết giáp thứ ba đã xuất hiện từ lâu. Đó là một khung lữ đoàn tăng thiết giáp được xây dựng trên cơ sở trường hạ sĩ quan xe tăng 1. Là nhà trường đào tạo thành viên kíp xe tăng, thiết giáp hàng đầu, toàn quân. Trong biên chế của trường, nhiều chủng loại xe tăng thiết giáp khác nhau. Theo phương án tác chiến, khi có chiến tranh, trường hạ sĩ quan xe tăng 1 phát triển thành trung tâm huấn luyện tăng thiết giáp Việt Nam và lữ đoàn tăng thiết giáp thứ ba, một đơn vị dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp. Các cán bộ, giáo viên, trợ giáo, học viên kíp xe của nhà trường trở thành bộ khung của Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp thứ ba. Các phân đội Tăng Thiết Giáp phục vụ huấn luyện của nhà trường được sử dụng cho nhiệm vụ chiến đấu. Trong chương trình Chúng tôi là Chiến sĩ, số phát sóng ngày 4 tháng 10 năm 2019 tại trường Hạ Sĩ Quan Xe Tăng 1, có thể thấy các cán bộ nhà trường tham gia diễn tập với phiên hiệu Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 3. Phiên hiệu lữ đoàn tăng thiết giáp thứ tư hiện nay vẫn là một ẩn số, nhưng có thể dự đoán đây là một khung lữ đoàn tăng thiết giáp dự bị chiến lược khác ở phía Nam. Cần nhớ rằng trong thập niên 1980, cùng sự phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều trung lữ đoàn tăng thiết giáp được thành lập và chiến đấu trong biên chế các quân đoàn tiền duyên thuộc các quân khu phía Bắc, thuộc đặc khu Quảng Ninh, hay nằm trong đội hình các mặt trận thuộc Bộ Tư lệnh Quân tỉnh Nguyện Việt Nam tại Campuchia. Thậm chí trong thời gian cao điểm, các sư đoàn bộ binh ở tuyến đầu cũng được biên chế tiểu đoàn tăng thiết giáp. Bước dần thập niên 90, đa phần các đơn vị này được giải thể, chỉ giữ lại một số cán bộ chiến sĩ để trở thành kho dự trữ. Khi có tình huống yêu cầu, các kho này có thể phá niêm xe để trở thành các đơn vị chiến đấu đầy đủ. Như vậy có thể thấy, khi cần thiết, Bộ Quốc phòng và Binh chủng tăng thiết giáp vẫn có thể nhanh chóng thành lập các lữ đoàn tăng thiết giáp mới để sử dụng trong chiến đấu trên chiến trường miền Nam. Tuy nhiên, với đặc thù của binh chủng tăng thiết giáp, việc rèn luyện cán bộ chỉ huy và thành viên kíp xe tốn rất nhiều thời gian. Nếu như khi có chiến tranh mới phát triển đơn vị thì chất lượng công tác chuyên môn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, việc thành lập một lữ đoàn tăng thiết giáp dự bị chiến lược thường trực chiến đấu trên địa bàn miền Nam là rất cần thiết. Mà trường hạ sĩ quan xe tăng 1 đã vinh dự được giao nhiệm vụ này. Lữ đoàn mới được mang phiên hiệu cũ của khung lữ đoàn thuộc nhà trường. Theo những hình ảnh trong phim tài liệu, có thể dự đoán rằng chủ trương này đã được triển khai từ đầu năm 2019 và sẽ từng bước được cụ thể hóa. Lữ đoàn tăng thiết giáp thứ ba sẽ trở thành lữ đoàn dự bị chiến lược thứ ba của Bộ Tư lệnh tăng thiết giáp. Nguồn xe tăng thiết giáp và trang bị khí tài của lữ đoàn có thể được lấy từ kho niêm cất hoặc các xe dôi dư từ lữ đoàn 201. Nguồn cán bộ trên lữ đoàn nòng cốt là các cán bộ, giáo viên, trợ giáo trường hạ sĩ quan xe tăng 3, lữ đoàn tăng thiết giáp 4, cũng như các đơn vị khác trong toàn quân. Khi cần thiết, Bộ Quốc phòng có thể sử dụng một phần hay toàn bộ các lữ đoàn, các lữ đoàn này cho nhiều nhiệm vụ chiến đấu trên các địa bàn Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, phối hợp thuộc đội hình chiến đấu của quân khu 5, quân khu 7, quân đoàn 3, quân đoàn 4. Với các xe tăng thiết giáp trong biên chế, lữ đoàn tăng thiết giáp 34 trở thành những binh đoàn đột kích mạnh, quả đấm thép của Bộ Quốc phòng trên chiến trường miền Nam khi có tình huống xảy ra. Sự xuất hiện của các lữ đoàn tăng thiết giáp hoàn toàn mới dự báo một sức bật mang tính đột phá cho lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam. Tô thắm truyền thống 60 năm của binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.